về nhà họ còn giữ được cái niềm vui, niềm an lạc, niềm thanh tịnh đó đó, họ được cái phước duyên mà họ mến chùa. Mà họ mến chùa thì mình có gì? Có phước, phải không? Và ngay cả chỉ cái người mà gọi là oán với mình cũng phải sao? Mỗi ngày khi mình tụng kinh xong mình làm gì? Hưởng cho ai? Mà đa phần mình hướng cho ai? Mình hướng cho vợ chồng, cha mẹ, con cái mình, nhất là con cái, cầu nguyện cho họ được buôn mai bán đắt hay là thành danh thành tài không à? À phải không? Đó tâm lý chung. Mà đa phần quý vị có hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ không? Có không? Phải, tại sao vậy? Tại sao phải hưởng cho những người mình nói câu là đáng ghét đó, phải không? Tại sao? Tại sao vậy? Vị nào giơ tay lên nói giải thích cho đại chúng nghe là sao? Rồi mời cô. Dạ, thưa thầy, đó là mình muốn hóa giải giữa nhiều đời, nhiều kiếp mà mình không biết đã tạo gì với họ, nên bên đời này mình thù, mình ghét họ, bây giờ mình hồi hướng để giữa mình với họ được hóa giải, trở thành là bạn với nhau trong một kiếp nào đó hay là trong đời này. Đúng đó, mình phải nên làm. Rồi á, những người đó ha, lúc mà mình tụng kinh, mình niệm Phật thì chú cũng không mình hồi hướng công đức cho họ. Nhưng khi gặp họ thì sao? Gặp họ nổi mùi gai gai không? À. Dạ thưa không, khi mà mình đã hồi hướng rồi thì trong tâm mình nhìn họ như là một kẻ thân với mình vậy. Tại vì mình là nghĩ là mình thương người ta vô minh, người ta tạo như vậy. Thì mình hiểu đạo thì mình phải hóa giải và mình hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh. Và cái đó là cái tâm niệm của con tu. Thì quý đó ha, mình làm phải làm như vậy đó quý vị ha. Chứ bằng không mình hồi hướng ở trước bàn thờ Phật không, mà khi gặp họ là nộp bồ đề gai của mình nổi lên, là coi như là bỏ sông bỏ biển hết trơn ha. Nên đó, mình phải chuyển từ tâm mình quý vị. Đó là cái tâm lý, vừa cái tâm lý mà vừa cái năng lượng thanh tịnh của mình chuyển hóa họ, chuyển hóa chính mình. Mình chuyển hóa mình được á thì mình sẽ chuyển hóa người khác. Chứ mình chưa có chuyển hóa mình được á, chưa chuyển hóa cái sự hận thù, cái sự gai góc giữa mình với họ, rất khó mình chuyển hóa. Mình đợi người khác chuyển hóa, cho nên mình phải chuyển trước. Khi mình hồi hướng đó là mình chuyển được cái tâm của mình đó, không còn gai góc, không còn tức giận họ. Và khi gặp họ, ít nhất là mình không có khởi tâm thù hằn nữa, ít nhất là mình không có hại họ nữa. Và từ từ những cái oán thù đó nó sẽ hóa giải. Rồi cái điều thứ sáu đó, cái tâm phải nghĩ đó ơn Phật. Cái điều này chúng ta phải biết rõ ha. Nếu mà không có Phật thị hiện ở cõi đời này thì chúng ta không phải là Phật tử. Chúng ta không biết được cái pháp để mình chuyển hóa cái tâm mình như chúng tôi nói đó. Không có biết cái pháp an tâm. Tất cả những cái tôn giáo lớn trên thế gian này đó đều phải dựa vào cái niềm tin mà thôi. Cho nên họ không có biết những cái pháp mà an tâm như vậy, không biết những cái pháp mà chuyển hóa tâm như vậy, cho nên họ phải dùng những cái pháp của đạo Phật. Chúng tôi nói vậy có thể quý vị không có hiểu nhiều, mà ở vùng chúng tôi đó có, chúng tôi có một cái người giống là cũng tạm là người bạn á, ông đó là ông là một ông cha công giáo, mà mỗi mùa hè nè ông thường đến những tu viện Phật giáo đó để hành thiền, rồi ông trở về cái tu viện của ông á, ông dạy thiền hành Phật giáo cho những người tín đồ của họ, của ổng. Cái việc nghe thấy lạ ha. Nhưng mà thực sự bây giờ nói về thiền quán ở đạo Phật của mình á, rất là thịnh hành. Nếu mà quý vị mà đọc hay xem những video clip bằng tiếng Anh á, vì Đức Phật Ngài ban cho những cái pháp này, những pháp an tâm này, những pháp chuyển hóa nội tâm này, bên cạnh mình có cái niềm tin với Tam Bảo. Và ngay cả những cái vị mà không có cái niềm tin với Tam Bảo mà họ chỉ dựa vào lời Phật dạy hay dựa vào cái những cái kinh An Bang Thủ Ý á, quán hơi thở, là họ tự trị tâm của họ liền hả. Nên chúng ta có phước rất là lớn, mà có cái phước đó, có cái duyên lành mà gặp Phật pháp đó, chúng ta phải nhớ cái ơn của Phật. Ngài đã xả bỏ cương vàng địa ngọc, xả bỏ đầu mắt tay chân tủy não biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp Ngài mới thành Phật, rồi để lại cái giáo pháp cho chúng ta hôm nay. Nên khi mà hiểu rõ, biết ơn của Phật thì mình phải cố gắng mà báo ơn. Báo ơn Phật bằng cách nào? Bằng cách nào? Cúng dường Phật ha? Hả? Cúng dường Phật sao? Cúng y giáo phụng hành ha. Câu rất là đơn giản. Quý vị nào mà nghe chúng tôi giảng về phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, đến cái phần mà cúng dường trọn khắp á, phần thứ ba đó, Ngài Phổ Hiền Ngài dạy đó,
cúng dường hương hoa, đèn dầu vân vân nhiều bao nhiêu đấy nữa không bằng cúng dường pháp. Cúng dường pháp là gì quý vị? Hả? Cúng dường pháp là gì? Bố thí pháp là gì nữa? Có như đó hả? Hả? Thì dạ vâng, đó đó quý vị biết hết ha. Cúng dường pháp là tối thượng, cúng dường pháp là bao gồm là gì? Tự mình phải thành trì, tự mình phải trưởng dưỡng cái căn lành của mình, tự mình phải phát tâm bồ đề, tự mình phải hành hạnh bồ tát chính mình, rồi mình phải nhiếp thọ chúng sanh. Chúng sanh đây là những người có duyên với mình á, và mình phải chịu khổ thay người khác chịu khổ. Mình khai người khác chịu khổ nổi quý vị, con cháu được ha, người khác chịu không được đâu. Cho nên mình có cái phước báo giới hạn. Vì thấy chưa, Đức Phật Ngài nói hay Bồ Tát nói đó, cái sự mà cúng dường pháp là chỗ đó. Cái chính nhất là mình phải có sự tu tập, mình phải phát tâm Bồ Đề, mình phát hành hạnh Bồ Tát, xả bỏ thân mình, hy sinh vì người khác, để giết thọ người khác, quay trở về với Tam Bảo. Đó mới gọi là cúng dường pháp, đó mới gọi là sự cúng dường chân chánh, nó thiết thực. Chứ còn mình in kinh ấn tống sẽ có chuyện chuyện cũng có phước đó, mà một phần nào đó thôi. Đó là cái cách mà mình báo ơn Phật. Rồi cái điều thứ bảy mà Ngài nói trong đây đó, tôi chỉ nói sơ sơ thôi vì giảng từng câu từng chữ thì rất là nhiều. Điều cuối cùng là phát phải biết quán chiếu tội tính không thật, tội cũng không tự tánh, do nhân duyên sanh, do điên đảo thành, đã do nhân duyên sanh thì cũng do nhân duyên diệt. Duyên sanh tội tức là gần gũi bản ác, cái nghiệp ác vô cùng. Nhân duyên diệt tức là tội ngày nay tịnh tâm sám hối. Nên kinh dạy đó ha, tội tính không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải chặn giữa, nên biết tội tính vốn không. Vốn không á, không thật với mình không, hay là có thật hết quý vị? Có thật không quý vị? Có thật không? Tội đó, giả sử mình chửi mắng người khác, hãm hại người khác á, những tội đó gì, thật hay giả? Hả? Đối với Phật tử chúng ta, đối với phàm phu chúng ta có thật quý vị. Vì mình còn sống trong cõi nhị nguyên, phải không? Có tội, có phước, có tịnh, có uế, phải không? Cho nên đó, đừng có nói chung là phải hiểu rõ thâm sâu, đừng có chấp bằng, hay đừng có dùng cái lý lẽ này tội tánh vốn không, rồi cái mình tha hồ mình chửi người ta, tha hồ mình hại người ta, đó là mình đi xuống lẹ đó. Cho nên đây là cái bảy cái tâm mà tôi thấy rất là quan trọng ha. Rồi ở cái phần cuối đó, Ngài cũng có nói đó, những cái tâm mà mình phải sám hối những cái nghiệp chướng phiền não từ ý của mình phát ra, như là những cái phiền não, những cái phiền não do cái tâm vọng động, cái tâm tham lam, tâm sân hận của mình nó tạo ra ha. Những cái phiền não đó đó, nó làm dứt giống cái trí huệ của mình, nó cướp cái phước báo của mình. Phải quý vị, nó giống như những trộm cướp, những người ăn cướp ăn trộm cái phước báo của mình. Mỗi khi mình tạo cái duyên lành, mình tới chùa, mình làm công quả, hay là mình bố thí cúng dường, có tạo phước phải không? Những cái lúc nào mình để cho ăn cướp ăn trộm nó vô ăn cắp tài sản của cả mình, lúc nào quý vị? Hả? Lúc cũng mê hả? Lúc sân hận á, lúc tham nhiều, lúc mà ganh ghét đố kỵ nhiều đó. Đó là Ngài nói tổng quát, nói chung như vậy đó. Rồi để chúng tôi nói sơ qua đó cái điều đó, rồi Ngài nhắc chúng ta nhớ để chúng ta cố gắng mà sám hối những cái tội lỗi, những cái nghiệp từ thân, từ khẩu, từ ý của mình tạo ra, để mình không có còn làm những cái điều đó nữa, để mình chuyển hóa những cái phiền não, những cái khổ đau của mình. Chỉ bằng không là mình sẽ bị đọa lạc ha. Ở đây chúng tôi không biết cái thầy cho con hỏi một cái. Vâng con. Giống như con chắc có phải con hỏi thì con thấy mà với đạo Phật cái vậy là không biết là có tội hay không. Cũng như cái chị đó, chị ba của chị ở Việt Nam mất, chị đi về Việt Nam, chị cũng đi lên đến chùa để thỉnh ban hộ niệm về,
thì cũng tụng cho ba của chị là hết ra là 2 ngày 2 đêm. Sau khi ông qua đời rồi thì 49 ngày đó trong gia đình đều ăn chay hết á, con cháu vẫn chay hết 49 ngày. Đồng thời trước khi mà liệm ông á thì có liệm cái áo Quan Âm, cái gì đó con cũng hiểu mà liệm cái áo Quan Âm. Thì sau khi chôn rồi á thì từ vì lúc mà ông qua đời á thì ở bên nhà thương biểu ông là phải cắt cái chân ra, cái chân của ông nó bị hư rồi phải tháo cái, bên kia là phải tháo cái chân, thì tháo cái chân ra để đem chôn ở dưới đó. Thì trong vòng 2 tuần, thì 2 tuần sau là ông mất rồi thì lấy cái chân đó lên, đào cái chân ở dưới đó lên thì ráp lại cho ông, nhưng mà không ráp hẳn mà chỉ ráp bằng giấy bằng bằng vải thôi. Thì sau khi chôn ông xong rồi đó thì trong con mới khuyên con nói là từ đây trở đi á là phải cúng cho bác là cơm chay, không bao giờ là cúng mặn. Nhưng mà có một thì một bữa hôm đó cúng thì người con dâu mới nói á, về nói với gia đình á, nói rằng là ba nói ba mẹ ba được cúng cái gì vậy tao ăn được. Là bắt đầu từ đó đó là trong gia đình á, ở bên Mỹ này cũng như ở Việt Nam, phải cúng gà cúng vịt cúng cả con gà, lấy cái chân bó lại rồi bỏ lên cúng. Thì thưa thầy, như vậy thì trong gia đình đó là mấy đứa con, người con có tội không và ông sẽ đi về đâu? Vậy đó hả? Dạ, cảm ơn cô hỏi câu hỏi này đó ha. Dạ, nếu tôi biết được tôi không ngồi đây đâu ha. Phải không? Thật sự khi mình nói mình chỉ hiểu hiểu trên cái mặt lý ha, đúng rồi đó. Là Phật tử thuần thành rồi, chắc chắn là mình khi có người thân mình qua đời mình cố gắng ha, cúng chay ha, chuyện đó phải biết. Còn cái việc mà cúng mặn thì đương nhiên là sao đó, Người đã làm, người đã tạo chịu. nghiệp cho chính mình, tạo nghiệp cho người mất đấy, phải không? Nên điều đó đều lẽ thật. Ngay cả lúc mình còn sống đây mà mình cố gắng mình tránh, không có ăn mặn ha, không giết hại loài vật, đừng nói chi là mình mất hoặc là người thân mình cố gắng. Chứ bằng không là mình cứ tạo nghiệp, cúng rồi con gà đấy theo ha. Rồi phải trả nghiệp trong đó ha. Nhờ có nhiều khi á, có những cái có hoàn cảnh mà thực sự rất là éo le. Cả chính chúng tôi cũng vậy đó, mới đây trong vòng con tháng mấy 2 tháng trước á, có bà cụ của một ông Phật tử mới mất. Rồi 2 vợ chồng đó cũng là 2 chồng Phật tử chúng tôi đó, là thuần thành, nhưng mà vì gia đình anh chị em đông quá đi, mà đa phần ông hiểu đạo rồi đó, theo cái tập tục á, là nào là phải mở cửa mã, mở cửa mã kiểu chúng tôi nghe thôi chứ đừng thấy gì á, buộc chân con gà chạy trong vòng cái mã 3 vòng gì đó, thấy không? Có phải nếu mà người Mỹ mà nhìn nó có phải là quá mê tín không quý vị, phải không? Có thể là ở Việt Nam mà trong cái hoàn cảnh xã hội nhiều Phật tử hay là ảnh hưởng đạo giáo vân vân đó. Còn nó còn đây là trong xã hội văn minh ở Tây phương này mình làm những chuyện đó đó, rất là kỳ. Nên đôi khi cũng tôi cũng có nói với quý Phật tử đó, cũng mở cửa mã vậy, nhưng mà mở cửa mã cách theo đạo Phật là ra đó tụng kinh Di Đà niệm Phật cho bà cụ đủ rồi, tất cả do tâm mà, đâu phải cần làm những cái chuyện mà lẩm cẩm đó, hay là nhiều khi phải viết ha, là phải đốt với tiền vàng bạc ha, phải chôn cách cứ là theo hướng này hướng nọ. Mà những cái điều đó đôi khi tuy rằng nó lẩm cẩm mà cũng làm mệt chúng tôi. Vì sao? Đôi khi gia đình á, gia đình của người những người thân mong mới qua đời đó, hỏi chúng tôi phải xem ngày để liệm gì đó, để liệm nè, ở di quan nè, để chôn nè, vân vân. Đối với người Phật tử chân chánh á, mình lại nói ra ngoài chút xíu, là sao mình biết ngày nào cũng tốt nếu nếu sao tâm mình là tốt, tâm mình làm thiện, ngày nào cũng xấu thì sao tâm mình xấu, tâm mình ác. Vậy trong cuộc sống hàng ngày đó, ở nhà thì trước khi mua nhà mua cửa có xem phong thủy không, có không? Có là có chuyện đó nha. Tại sao vậy hả? Có chuyện vì mình chấp á, vì tâm mình có thể thay đổi hoàn cảnh xung quanh mà. Đương nhiên những cái common sense sẽ sửa, mình xây cái căn nhà mà ở dưới trũng thì mưa nó có đập vô đó nhiều, còn nếu mà xây căn nhà trên cao thì nó thoáng, thì nó không có bị nước mưa nó đọng trong đó, thấy không? Thì đó là cái common sense mình biết vậy. Nhưng mà cái mình nhớ bất cứ gì quý vị thấy không, đây cũng là ngôi chùa phải không,
Vậy mà có chùa thì cũng là cái chùa. Do đâu? Do tâm mình à. Nên chuyện đời cũng vậy, chuyện đạo cũng vậy ha. Nhiều khi cái phiền não mà Đức Phật này nói rõ, phiền não từ đâu mà có? Từ cái tâm vọng động của mình, từ tâm thiếu hiểu biết của mình. Cho nên Đức Phật này nói trong gọi là 12 nhân duyên á, do cái vô minh vọng động á, mình không biết á, nên mình mới tạo cái nghiệp. Tạo nghiệp nó mới dẫn mình đi trong vòng sinh tử luân hồi này. Tạo những cái nghiệp nè, những cái nghiệp phiền não không hiểu biết, phiền não không có hòa hợp với những người xung quanh, phiền não thâm độc từ cái tâm sân hận của mình, phiền não chấp tướng vân vân, biết bao nhiêu cái phiền não mình liệt kê không hết ha. Đó là cái quyển thượng mà chúng ta học sơ, vì không có thời gian tôi chỉ nói tóm tắt thôi ha. Rồi nếu quý vị có quyển kinh, quý vị lật qua cái phẩm trung đi ha. Phẩm trung nói về bốn cái món hạnh. Tại sao ngài nói về cái bốn cái hạnh này? Quan sát nhân duyên, quan sát quả báo, quan sát thân mình, quan sát vân đó tâm đệ tám đó quý vị, quan sát nhân duyên ha, xong rồi quan sát quả báo, quan sát thân mình, quan sát thân Như Lai ha. Quan sát nhân duyên, nhân duyên biết mình có tội từ đâu mà ra quý vị hả? Từ đâu? Cái tâm mình, tâm gì mới tạo tội? Tâm vô minh. Mà tâm vô minh là tâm gì? Tâm tham sân si, tâm không có hiểu biết á. Nhiều khi mình chửi mắng người khác, mình không biết mình chửi nữa, phải quý vị? Có không? Nhiều khi mình làm chuyện này chuyện nọ đó, mình không biết mình làm cái gì, vì cái tâm vô minh, vì cái tâm không tỉnh giác tỉnh thức đó. Những cái lúc mà mình đi trên cái đường nào, mình đậm dẫm đạp kiến dáng á, mà mình không có để ý đó, vì cái chữ không để ý là sao? Không tỉnh giác tỉnh thức, cho nên mình mới dẫm đạp người ta, mới tạo nghiệp, phải không? Và ngay cả chính mình hồi xưa lúc mà mình chưa biết đạo, mình không có tỉnh giác tỉnh thức, cho nên con vật nào mình cũng cảm thấy như là gì, đồ chơi vậy đó. Mình tha hồ mà mình giết, tha hồ mà mình bẻ cổ, tha hồ mình cướp cổ họ, phải không? Và bây giờ mình biết rằng là những cái lúc đó là những tạo nghiệp đó, những cái lúc đó là những cái lúc mà mình bị vô minh, cho nên mình mới tạo những cái nghiệp. Và bây giờ mình phải sao? Phải trả. Vừa sám hối là mình không có làm, không có tạo được, rồi mình cũng phải gọi là sẵn sàng mà trả những nghiệp đó. Trời cho nên mình quan sát và nhớ nha, nhớ là cái nhân duyên là sao, do mình khởi những cái tâm suy nghĩ sằng bậy, không có chính quán, không có sự tỉnh giác tỉnh thức đó, không biết tội lỗi. Mình không biết tội lỗi cho nên mình mới làm, mới tạo. Mình nhìn lại đi ha, chúng ta nhìn lại đi, nếu mình là Phật tử thuần thành chân chánh rồi đó, mình có nhìn những cái người mà đang ăn cắp ăn trộm, mới thấy họ đáng thương quý vị, đáng thương quý vị. Mình lỡ mà họ chạy vô nhà mình, họ trinh cái dàn mái của mình, có đáng thương không? Đã đừng quý vị hả? Vừa đáng thương hả? Vừa đáng thương vừa đáng ghét ha. Rồi có cái report cảnh sát ha, hay là claim insurance phải không? Rồi lỡ mình đang chạy mà có ai mà đụng mình cái, có đáng thương đáng ghét là biết liền ha, biết không quý vị? Mà nhiều khi mình đang làm á, mà người chủ của mình họ dẫn mình ra cửa đó, đáng thương đáng ghét hả? Đáng thương đáng ghét hả? Hoặc là mình là người chủ cũng vậy đó, chủ cái tiệm nail đó, mà người thợ của mình mà họ làm dối, hoặc là những cái người khách tới mà họ nói này nói nọ, đáng thương đáng ghét quý vị hả? Đáng thương đáng ghét đây, nó thật đó nha. Ghét đó, ghét như vậy còn ai? Còn oán, còn thân, thì còn gì? Con gì á? Nói luân hồi còn gì? Còn nghiệp thôi. Còn cái sự sân hận, còn cái sự thù oán với nhau. Mà thù oán với nhau mình không có xả được, làm sao biết người khác xả được quý vị? Thấy chưa? Cho nên nói cái lý rất là dễ, nhưng mà cái sự hành trì rất là khó. Không biết quý vị trong nhà có bao giờ có bị những cái anh trộm cướp vô ảnh thỉnh laptop, thỉnh máy móc chưa? Lúc đó mới biết ha. Có một cái cô Phật tử ở bên dùng New Jersey đó, cách đây mấy tháng trước á, vì cái ổ điện nó bị mát, bị cháy sao á, cháy nguyên cả căn nhà. Rồi cô ta rất là khổ, công tình biết bao nhiêu năm á, dành dụm
cổ nói là đồ đạc trong nhà cái gì nó cũng cháy tiêu hết trơn. Gặp quý vị trong trường hợp đó, mình là Phật tử thuần thành, mình là Phật tử mà còn tu tập như là hành hạnh Bồ Tát hay phát tâm thọ với Bồ Tát vân vân, gặp những cảnh đó thì sao, dễ buồn không? Buồn không? Hả? À? Không hả? À, nói không thì cũng phải dễ đâu, lúc đó mới biết đó ha. Đó, cái chiếc xe bên mình không cho được, đừng nói chi với căn nhà, phải không? Hả? À, bữa nào quý vị mà mời các vị mà homeless lên, dám mời lên xe được không? À, mà nói mà điều tra người ta xin chiếc xe bên, chiếc xe của mình mới mua, dám cho không? Dạ, nhiều khi cho 1 đồng, 2 đồng ok, cho tiền dư thì ok, phải không? À, mình chạy gửi tiền về Việt Nam á, có phải là mình dùng hết cái tiền lương của mình để cho những người mà bệnh hoạn hay những người bị tai nương hoạn nặng bệnh không? Không có, đa phần mình cho gì đó, chút chút à, cho cái gì mà dư á, thì cái phước báo mình sao đó? Cũng chút chút à, mình thấy chưa? À, nên quan trọng mình phải biết là do mình không có gọi là cho nhiều nên phước báo mình nó ít. À, trở lại đây chúng ta thấy đó, vì mình vô minh, mình không biết tội lỗi cho nên mình mới tạo nghiệp, mình nói xấu, mình mới hãm hại người khác, rồi mình mới do mình xa lìa bằng tốt. Mà ngài Quy Sư Linh Hụ ngài nói đó, mình phải gần gũi thiện tri thức, cũng giống như sao, cũng giống là mình đi trong sương á, thì sao nó thấm từ từ. Ở ngoài đời chúng ta có nghe cái câu ha, học thầy sao không thầy học bạn á, nhưng học thầy nhiều khi á, nhất là quý Phật tử thỉnh thoảng cũng đến nội thăm hay là nói chuyện với quý thầy, nhưng mà cũng có khoảng cách phải không? Nhưng mà bạn đạo tha hồ nói với nhau, phải không? Chuyện đông chuyện tây, chuyện trời chuyện đất thì nói hết, phải không? Có không? Những cái chuyện mà phiền não với nhau là đau, chúng tôi nói là tha hồ mà xả rác với nhau, phải không? Dạ. Đúng không? Dạ. À, xả rác gì đó hả, rác phiền não á, thì đương nhiên nếu mà mình là Phật tử chân chánh, mình có sự tu tập á, những lúc người ta xả rác có bực không? Bực không quý vị? Hả? Nhiều khi cũng bực lắm ấy chứ. Ờ, nhiều khi phải cầm điện thoại mà hàng giờ để nghe người ta kể lễ đó, có không quý vị? Vì có được bị điều đó không? Có. Mình phải có, sao quý vị? Hả? Không muốn nghe hả? Cái đó là cái tâm Bồ Tát có sự nhẫn nhục với quý vị. Nếu mà quý vị lắng nghe, như hồi trước tôi kể câu chuyện đó, cái anh đó nếu mà ảnh mà gọi điện thoại được những anh bạn, để những anh bạn mà gọi là khuyên một lời đó, anh không có làm điều đó. Đôi khi đó, người thân của mình, đôi khi những người bạn đạo của mình, trong những cái giây phút bức xúc, trong những giây phút phiền não, họ rất là cần cái sự chia sẻ của mình. Và nói chuyện mà cần sự lắng nghe của mình thôi. Phải không quý vị? Chỉ khi họ xả đó, vì họ không có kiềm chế được đó, cho họ nói hết, rồi họ cũng khỏe lại, rồi từ từ họ tỉnh lại, chứ bằng không là sẽ ấm ức. Có những giây phút chúng ta cũng cần những cái giây phút đó quý vị, phải không? Mình phải phải nói cái nhân duyên 90 trong đạo Phật mình số mệnh không có ha. Ở đó cái nhân duyên 90 rồi, cái nghiệp duyên của ảnh, cái phước báo của ảnh nó đến đó rồi ha. Nên chính bản thân mình đôi khi cũng cần có những người lắng nghe mình, lắng nghe những cái phiền não, lắng nghe cái bực tức, lắng nghe những cái ấm ức, có không quý vị? Rồi mình đối với người khác cũng vậy, mình cũng phải cố gắng, đó là tâm hạnh Bồ Tát đó, không? Đó là cái tâm mình an tâm cho người khác đó, khi mà họ có những ấm ức, có những cái buồn phiền họ muốn nói, kể cho họ nói hết đi, rồi từ từ mình được lời mình khuyên, đó là gì? Đó là bố phí pháp, có chỗ gì nữa? Đó là bố thí vô ý đó, quý vị hiểu không? Ở đâu có cần gì xa, đó là mình cho họ cái món quà vô giá đó quý vị. Thì đó, mình phải gần gũi bạn hiền, bạn tốt, để mà họ khuyên mình, họ nhắc nhở mình. Vì sao? Vì trên cuộc đời, trong đạo cũng vậy á, không có ai đi trên cái đường bằng phẳng hoài, vì cũng có những cái giây phút mà gặp ghềnh, cũng giây phút mà mình bị oan trái, những phút mà mình bị oan gia, những cái triệu chứng, duyên chứng ngại, mình phải cần gần gũi thầy tổ, gần gũi bạn hiền, bạn lành, gần gũi những thiện tri thức ở chỗ đó. Cho nên trong giới Bồ Tát đó, quý vị đã thọ giới Bồ Tát, nhất là kinh nương theo kinh Phạm Võng đó, có một cái giới là
là không có xa rời Tam Bảo, không có xa rời chư thiện duy thức. Quý vị có nhớ một trong những kinh đó không? Xa theo dõi đường ma lối hiểm, như cá nước câu không biết tai họa, như tầm làm kén tự ràng buộc mình, như con thiêu thân đâm đầu vào lửa tự thiêu đốt mình, do nhân duyên ấy không thể giải thoát. Đôi khi quý vị, ngay cả chính Phật tử chúng ta biết tu tập rồi đó, có lắm lúc chúng ta làm con thiêu thân quý vị, có không? Lúc nào chúng ta làm con thiêu thân đây? Có vị nào dám san sẻ lúc nào chúng ta làm con thiêu thân, hay là nói chuyện đơn giản như chúng ta như con tầm nhảy té kén ha, làm kén đó, có không? Có không quý vị? Làm kén là sao? Chứ con thiêu thân thì sao? Tham là thiêu thân đó hả? Đúng rồi đó, đó là lẽ thật đó, đúng rồi, phải không? Đôi khi đúng đó, có mình phải cần làm để mà mình có tiền bạc để lo cho gia đình mình ở bên đây hoặc là bên Việt Nam, phải không? Mình làm việc một job, hai job, ba job, hoặc là tính K2, K3 gì đó, cũng phải làm đó đó, nhưng mà mình lại hại chính mình đó, giống như thiêu thân đó. Cho nên á, mình phải hiểu rõ đó, nếu mà mình biết rằng là tiền bạc chỉ là cái phương tiện, tiền bạc của cải chỉ là phương tiện thôi, mình cố gắng mình giúp được bao nhiêu hay bao nhiêu trong khả năng của mình, đừng làm quá sức. Làm quá sức mình kiệt sức rồi đó, mình không có lo chính mình được, nằm trên giường bệnh thôi khổ lắm. Quý vị biết không, quý vị có bao giờ nằm trên giường bệnh chưa? Dạ, có. Ai cũng có ha. Bệnh lâu bệnh ít thì hay nằm nhiều nằm ít thì cái chuyện hà hồ con giải phong, mà khi mình nằm trên giường bệnh nó khổ lắm. Mình muốn ăn cũng ăn không được, muốn đi cũng không đi được, mà mình phải nhờ vả người này người nọ, cho nên mình phải dưỡng sức của mình trong cái lúc mà mình làm việc, rồi để lo cho bản thân mình, lo cho những người xung quanh ha. Thì đó đó, ngài nói là phải quán nhân duyên tạo những tội lỗi đó, do gì? Chính nhất là do vô minh, do cái tâm sằng bậy, do cái tâm vọng động mà ra. Rồi thứ hai là phải quán sát quả báo, vì những ác nghiệp đó nên phải luân chuyển mãi trong ba đời. Nên quý vị thấy chúng ta có phước không? Quý vị nhớ cái câu là đối nghiệp vẫn sanh thôi, biết không? Đối nghiệp vẫn sanh là gì? Mang nghiệp đi về, mang nghiệp qua, mang nghiệp qua cầu hả? Mang nghiệp qua đối là mang, đối là đãi á, mang nghiệp qua cõi Phật, nương vào cái đại nguyện của Phật cái Di Đà như vậy đó, còn gì bằng nữa quý vị, phải không? Nếu mà mình không có nương câu niệm Phật đó, không nương cái pháp môn đó thì rất là khó thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Nên quý vị nào mà đã phát tâm mà tu pháp môn tịnh độ rồi, biết cõi đời này là cõi gì? Cõi tạm được, cõi gì nữa? Cõi vui, cõi khổ. Cõi khổ đó, mình phải cố gắng nương vào câu niệm Phật đó. Mình nương không phải chỉ đợi đến lúc nằm thở thô thớp mới thỉnh thầy Pháp Quang hay thầy Tịnh Trí tới nha, không? Mình phải nương bây giờ, vì ngay trong lúc mà mình khỏe này nè, mình phải nương câu đó, mình phải huấn tập thường xuyên. Cái sự huấn tập đó không phải một ngày một bữa nó quen, nhưng chúng ta khi mà ăn chay cũng vậy, không phải một ngày một bữa mới ăn chay được, phải quý vị? Phải mới đầu một vài ngày rồi tăng lên 3-4 ngày, rồi tăng lên 10 ngày, rồi từ từ mới ăn chay trường được. Rồi bây giờ nếu nhất là các vị bạn chay trường rồi đó, quý vị mà đi những cái shopping center, đến những cái chỗ những cái tiệm bán đó những cái tiệm mà bán thức ăn á, thịt cá đó, mình đứng đó được không? Tăng lắm quý vị, hôi lắm. Và ngay cả nó thật, đôi khi mà có Phật tử thỉnh mời chúng tôi đến nhà mà ở nhà mà nhà nó không mặn, bước vô là cảm thấy rùng mình vì nó không hợp, nó không hợp với cái tâm của mình. Nên do những cái sự huân tập đó cho nên mới giữ được ít nhất cái thân của mình thanh tịnh. Rồi từ từ mình huân tập, cái tâm mình cũng sẽ được thanh tịnh qua cái sự tu tập của mình, qua sự niệm Phật, qua sự trì chú của mình. Thì ngài nói tiếp, những cái ác nghiệp đó mình làm, nó sẽ lôi, sẽ kéo mình chuyển mãi trong ba đời. Mà chúng tôi thường nói nhỏ, vì không biết quý vị có biết rằng nếu giả sử mình niệm Phật mà không được vãng sanh qua cõi Phật, thì mình đi đâu? Đi đâu quý vị? Đi đâu? Đi theo nghiệp. Câu hỏi câu đưa rất là hay đó, đúng rồi đó.
theo nghiệp của mình á, nghiệp mình tạo bao nhiêu. Đức Phật ngài nói đó, cũng giống như cây đó ha, cái cây khi sống á, nó đương vào, nó nghiêng vào cái hướng nào đó thì nó ngã, nó chết á, sẽ hướng vào cái hướng đó. Nhưng đối với Phật tử chúng ta, nếu niệm Phật được, chúng ta sẽ kéo cái nghiệp đó đi về cõi Phật, đó là đới nghiệp vãng sanh đó. Cho nên nãy tôi nói đó, nghiệp và thức đó, chứ không phải nghiệp không thôi. Chịu quả khổ vô cùng ha, chìm đắm trong đêm dài biển lớn, bị lũ quỷ lai sát, phiền não ăn thịt, rồi sinh tử sau này mê man không bờ bến ha. Đó, mình phải quán chiếu những cái quả báo xấu ác như vậy. Rồi thứ ba, phải quán sát thân mình, tuy có chánh nhân giác tính nhưng bị phiền não hắc ám che lấp, không có sức liễu nhân, thành ra bản tính vốn sáng suốt kia không tỏ rửa được. Mà trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật ngài lấy ví dụ chúng ta như những người gì, chàng cung tử đó, phải không? Hoặc là trong túi áo mình có hạt ngọc mình không biết dùng á. Mà cái điều này không phải là cái lý thuyết suông. Nhưng đã tôi nói, khi quý vị nấu nướng mà quý vị chuyên tâm nấu nướng, đó là lúc mà quý vị sống với cái Phật tánh thanh tịnh. Khi quý vị nói chuyện với tất cả mọi người, tất cả ai đi nữa, nói chuyện với cái tất cả tâm thành, đó là cái tâm Phật đó quý vị. Ai có mến mình không? Ai cũng mến mình hết, phải quý vị? Khi mình làm chuyện gì, mình làm ra chuyện đó, mình chuyên chú những cái việc đó đó, đó mình đang sống với tấm giác, đó là đang sống với cái sự tỉnh giác đó. Mình đi từng bước, mình biết mình đi. Cho nên đó, bữa nay đó, quý vị thấy tết tu học, còn mình nghe giảng kinh thuyết pháp, rồi ăn trong gì? Trong im lặng, phải không? Mình vừa ăn vừa nói năng thì sao? Mình đâu có thưởng thức được ngay cả món ăn mình nấu, ngay cả món ăn mà người thân mình nấu, hoặc ngay cả những người Phật tử nấu thức ăn chay ngon, phải không? Cho nên ăn mình phải im lặng, phải chuyên chú, phải có sự tỉnh giác tỉnh thức đó. Đến chùa mới ăn vậy thôi ha, đúng không quý vị? Còn nhà sao quý vị? Nhà sao tha hồ ha, nhất là mà khi mình có những cái bữa cơm gia đình, bữa tối ha, bữa trưa bữa tối ha, thì vừa ăn vừa nói chuyện, mình cũng lợi dụng cái thời gian đó. Nhưng mà nếu mà được á, mình nhắc với người thân của mình cũng phải giữ những cái buổi ăn tối chung với nhau, nhưng mà ăn đi, ăn xong đi rồi nói thì nó hay hơn. Còn mà vừa ăn vừa nói thì nó không có không có được chánh niệm, hiểu không? Cho nên do mình không có chánh niệm cho nên mình mới tạo nghiệp xấu này. Do mình không có biết mình có được hạt giống thanh tịnh, không có được cái Phật tánh thanh tịnh sẵn có, cho nên mình mới tạo nghiệp xấu. Mình mới bị lôi kéo trong cái vòng sanh tử luân hồi này. Rồi thứ tư là quán sát thân Như Lai vô vi tịch chiếu, xa bốn cấu, bậc trăm lỗi, vân vân, đầy đủ những cái đức trạm nhiên thường trú, dầu và phương tiện vào diệt độ, những lòng từ bi cứu vớt chúng sanh không hề tạm nghỉ. Đa phần Phật tử chúng ta nghĩ rằng là Đức Phật Thích Ca ngài đã nhập Niết Bàn rồi, phải không? Cho nên ở nhà đa phần Phật tử chúng ta thờ ai? Thờ Phật Thích Ca hay thờ Bồ Tát Quan Âm? Phật A Di Đà ha. Và những Phật tử sơ cơ, Phật tử mà không có biết đạo Phật nhiều á, đa phần thờ gì? Thờ vị nào mới biết? Quan Âm. Tại sao vậy? Họ cứu khổ. Vậy Phật Thích Ca có cứu khổ không? Ủa sao? Vậy là mình không thờ ngài. Tại sao không thờ ngài? Có thờ chứ ha. Cho nên chúng ta hiểu rõ đạo rồi đó, phải biết cái gốc và cái ngọn. Có Phật Thích Ca ngài mới giới thiệu cho chúng ta biết có chư Phật trong mười phương, Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Tịnh Độ, vị nào ở cõi Đông Phương quý vị? Dược sư. Rồi có Bồ Tát Quán Âm, có Bồ Tát Địa Tạng vân vân. Chứ nếu không có Phật thị hiện, không có Phật Bổn Sư thị hiện, mình không có biết chư Phật chư Bồ Tát. Cho nên mình phải biết gốc biết rễ như vậy đó. Rồi khi ở nhà đó, mình biết cách mà sắp xếp tượng Phật không, sắp xếp bàn thờ Phật không, phải sắp xếp làm sao? Rồi Bồ Tát Quan Âm thờ ở đâu? Dạ, Bồ Tát Quan Âm cũng phải phía dưới đài. Đúng rồi đó. Nhớ ha, nhớ Phật mình để ở trên, Bồ Tát mình phải để ở dưới. Dạ. Ha, hoặc là chư tổ chư thánh đó ha.
Đó đó là cái cách mà mình phải báo ơn, có cách mà mình thờ có sự gọi là trên dưới đàng hoàng đó ha. Thì đó đó là phải quán quán bốn cái hạnh, quán nhân duyên, rồi quán cái nghiệp báo của mình, quán thân với chư Phật. Đến như vậy tại sao ngài nói về bốn cái quán này? Thứ nhất, quán nhân duyên. Nhân duyên từ đâu, tội từ đâu quý vị? Do tâm khởi, tâm loạn động, tâm phiền não, tâm sân bậy của mình. Và thứ hai, quán quả báo, vì mình tạo những nghiệp đó cho nên mình chịu những quả báo xấu. Và kế tiếp là quán cái thân mình, do mình tạo những nghiệp đó nên nó kéo mình trôi lăn cái vòng sinh tử luân hồi này. Rồi cái điều thứ tư là quán về thân Phật. Mình biết rõ Phật cũng như chúng ta, biết bao nhiêu kiếp trước là ngài cũng như là phàm phu như chúng ta, nhưng mà ngài vì tu tập tinh tấn cho nên ngài mới thành Phật sớm. Nên ai cũng có khả năng thành Phật, ai cũng làm vị Phật sẽ thành, nhưng vì mình bị cái phiền não vọng động nó che lấp tâm mình cho nên mình lỡ tạo nghiệp, lỡ tạo tội thôi. Cho nên mỗi lần mình mất cái món đồ gì đó, thương người ăn cắp không quý vị? Thương được không? Thương được không? Hả? Hay ai đỡ đụng xe mình đó có thương được không? Hả? Ai lỡ nói xấu mình thương được không? Hả? Mình cố gắng phải thương quý vị. Khó quý vị? Khó. Mình khởi được cái tâm từ bi đó, cái tình thương đó đó, thì không có ai là kẻ thù, không có ai mình gọi là đáng ghét hết trơn. Cho nên quý vị, hy vọng quý vị đọc kỹ cái quyển sách mà Trị Tâm Sân Hận của Đức Lạt Ma ngài thuyết mà chúng tôi dịch đó, vì có chưa đọc cái kỹ quyển đó đi. Ngay cả chính bản thân chúng tôi cũng nhờ dịch cái quyển đó mà chuyển hóa rất là nhiều, chứ không phải là chỉ dành cho Phật tử không thôi. Nhiều khi mình làm đó, mình dịch kinh, mình đọc kinh đó, là trước nhất là mình chuyển, rồi sau đó mình giao duyên với người khác. Nó rất là hay quý vị, có nhiều cái cách, nhiều cái pháp lắm mà ngài Tịch Thiên ngài nói rất là dễ hiểu ha. Rồi đến cái phần không biết cái trang mấy ha, ba cái nghiệp báo đó, hiện báo, sanh báo, hậu báo. Hiện báo là gì? Đây là ngài nói là hiện báo, tức là trong đời này làm việc thiện ác thì ngay thân này chịu quả báo, ngay trong hiện tại. Mình nói là nhân quả nhãn tiền đó ha. Sanh báo tức là trong đời này làm việc thiện ác, qua đời sau mới chịu quả báo. Hậu báo tức là trong vô lượng kiếp về quá khứ đã làm việc thiện ác, đến đời này hoặc vô lượng kiếp về sau mới chịu quả báo. Quý vị có biết gọi là cận tử nghiệp không? Cận tử nghiệp là gì quý vị? Nghiệp sắp chết ha. Có phải ai cũng giống cận tử nghiệp hết với nhau không? Cận tử nghiệp cũng giống hết không? Không, không là chỗ nào. Đó đó. Cái cô Phật tử mà chúng tôi kể đó là có người chồng bác sĩ mà bị bệnh ung thư thời kỳ thứ tư mới biết á, nhưng mà nhờ cái câu niệm Phật á mà khi đi ra đi đó mới được an lạc đó. Bữa trước khi chúng tôi về đó, thì cổ cũng có kể câu chuyện, cũng có một cái cô Phật tử đó cũng cùng đi cái chùa đó, mà cô Phật tử này rất là thuần thành, làm việc Phật sự rất là nhiều, in kinh, ấn tống vân vân á. Làm chuyện gì, nếu làm chuyện Phật sự ở chùa là cô ta xông xáo, cô ta phát tâm. Nhưng mà 2-3 tuần trước khi mà mất á, thì bữa đó cô ta đi dự cái đám gì đó, đám tiệc gì đó đó, rồi cô ta bị lên máu cho nên vô nhà cầu đó, tự nhiên cái gọi là học máu đi. Rồi ngay lúc đó đó, người chồng mới kêu ông Bà Lăng tới chợ vô nhà thương, rồi bác sĩ mới đút ống vô để mà hút cái máu ra đó. Mà lúc đó cô ta còn tỉnh, nói bác sĩ yêu cầu cũng viết xuống á, nói không được vì cái ống đút vô miệng rồi. Nên cô ta viết xuống là nó xin rút cái ống ra đi. Nhưng mà bác sĩ nói nếu mà rút ống ra đó, không hút cái máu bị ứ động trong phổi đó, là cô ta chết liền. Cho nên cứ để nó hoài. Rồi chừng vài ba viện phía sau cô ta chết, chết là ngậm cái ống đó luôn. Nghĩa là không có được cái sự an lạc tự tại khi mà ra đi đó. Đương nhiên cũng là Phật tử thường thành, cũng có Phật tử lên mà hộ niệm.
nhưng mà cái nghiệp nghiệp duyên gì đó mà nó cái cần tử nghiệp á, nên quý vị cẩn thận ha. Quý vị cố gắng nhất là khi mình thấy cái nghiệp duyên của mình nói cái vấn đề là bệnh hoạn đó ha, mình cố gắng phóng sanh nhiều đi ha. Bên đây quý vị thường phóng sanh không? Mỗi lễ lớn á chùa có tổ chức phóng sanh không? Dạ. Hả? Ra biển hả hay ra sông? Hồ lớn hả? Gây gần mà ha, 45 phút ha. Chúng ta cố gắng đi. Hồi xưa chúng ta ăn nước bao nhiêu có tính hết không quý vị? Hết không? Đọc kinh Địa Tạng đi ha, quý vị có vị nào đọc kinh Địa Tạng chưa? Đó, đọc kinh Địa Tạng mình thấy á, mình ăn những cái trứng cá thế này thế nọ đó là cũng đủ trải nghiệm. Mỗi trứng là mỗi chúng sanh thì mình đến được bao nhiêu, thấy không? Cho nên á, mình phải cố gắng có những cái pháp đó mà mình cố gắng giống là kiểu là tái công chuộc tội đó, mình phóng sanh chim, phóng sanh cá, như sáng tôi cũng nói đó, không phải phóng sanh loài vật không thôi, bất cứ ai nghèo khổ, bất cứ ai bị oan ức, bất cứ ai bị bệnh hoạn, bị tai nạn hoạn nạn gì, mình giúp họ cũng là phóng sanh, cũng là tạo phước cho mình. Cho nên những cái quả báo mà trong nghĩa là những cái nhân duyên mình tạo trong quá khứ, mình vô lượng đời vô lượng kiếp mà ngài nói đây là hậu báo đó, bây giờ nó mới chín mùi, hoặc là những đời sau nó sẽ chín mùi, chứ không phải là mình làm là nó có liền, tùy theo những cái hạt giống mình gieo ha. Dạ, con xin hỏi là nếu mà con xin nguyện để mà phóng sanh thì trong gia đình là của con, là trong gia đình như là chồng con hay là anh em chị em đó có được hưởng những cái sự phước báo đó không? Quý vị có đọc qua kinh Địa Tạng rồi phải không? Quý vị nhớ cái phần mà Bồ Tát Địa Tạng nói vấn đề mà mình hồi hướng công đức cho người thân nhân quá cố không? Trong 7 phần mình được mấy phần? 6 phần. Đôi khi mình nghĩ lại quý vị, mình nghĩ lại là mình nhờ vả người này người nọ làm cho mình, nhưng mà tốt nhất mình làm quý vị. Vì sao? Mình khi mình phóng sanh thôi, mình nói đơn giản như phóng sanh chim cá đó, mình khi thấy con vật nó bay ra khỏi lồng hay là nó lặn xuống nước, tâm mình có sự hoan hỷ trong đó trực tiếp hơn, quý vị hiểu không? Trừ khi người thân của mình hay chính mình bị bệnh hoạn nằm trên giường bệnh mình làm không được á, mình mới nhờ người khác. Hoặc là nếu mà mình ở đây mà mình biết có những người là cô nhi quả phụ hay những người nghèo khó bị thiên tai hoạn nạn bạo lực Việt Nam á, mình không đủ phương tiện đi về thì mình nhờ người thân mình làm cũng được, nhưng mà tốt nhất mình làm trực tiếp. Để chi vậy? Vì mình trao cái món quà của mình cho họ, và mình có phát khởi cái tâm làm thiện, có phát khởi cái tâm hoan hỷ đó, phát khởi cái tâm hoan hỷ đó là làm gì? Để mình làm tiếp tục. Vì hiểu không? Thì nó ảnh hưởng đến tâm tư của mình, ảnh hưởng đến cái tâm linh của mình. Mình nhìn từ cái cảnh mà họ được tự do như vậy đó, tâm mình nó nhẹ nhàng, tâm nó thanh thản, tâm mình hoan hỷ, và người thân mình cũng vậy. Nên chúng tôi nghĩ rằng tốt nhất quý vị phải trực tiếp mà phóng sanh, mà giúp người. Còn nếu mà gặp những trường hợp chúng tôi nói đó, nếu mà xa quá mình không đủ phương tiện về Việt Nam, không có đủ phương tiện để mà trực tiếp gặp họ đó, thì mình nhờ người thân mình cũng không sao ha. Nhưng mà tốt nhất là mình phải cố gắng làm. Vì có câu hỏi có điều gì nữa không? Rồi. Tôi nói hay quá ha, tôi nói dòng dài thấy mệt ha, nói ngắn nói gọn là người nào làm người đó hưởng người khỏe ha. Ăn đây nên no, tuần nên chứng ha. Đó mình cố gắng ha. Hồi bây giờ 3 giờ rồi, không xin lỗi 3:30 rồi thôi mời quý vị đứng dậy đi. Chúng ta sẽ hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hàng đệ tử chúng con thành tâm tri ân đại đức giảng sư đã ban bố cho chúng con một thời pháp sáng hôm nay trong một ngày tu tập bát quan trai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.